tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin chiều ngày 14 tháng 9, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Quan tài của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đến Westminster Hall để được mọi người tới viếng. Ngân hàng Canada vẫn mở cửa vào thứ hai lễ tang của nữ hoàng. Cảnh sát khu vực York 38 tuổi chết sau vụ va chạm trực diện ở Markham. Và trong phần tin thế giới, Di chúc của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị sẽ được niêm phong 90 năm trong két sắt. Mỹ tố Nga chi 300 triệu đô la Mỹ để bí mật ảnh hưởng đến chính trị ở thế giới. Đài Loan tổ chức đón tiếp hàng chục nhà lập pháp nước ngoài ở Washington để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Trung Quốc. Và sau đây là bản tin chi tiết, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức mới nhất về lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị. tài của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đến Westminster Hall để được mọi người tới viếng. Quan tài của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã rời cung điện Buckingham lần cuối cùng vào hôm thứ tư, được đưa lên xe ngựa và được kính chào bằng đại bác và pháo đài Big Ben trong một buổi rước long trọng qua những con phố phủ đầy cờ ở London tới hội trường Westminster. Tại đó, vị quốc vương tại vị lâu nhất của anh sẽ được mọi người tới kính viếng. Con trai của bà, vua Charles de Tain, cùng các anh chị em và con trai của ông đã diễu hành phía sau quan tài. Trên nắp quan tài là một vòng hoa hồng trắng và vương miện của bà đặt trên một chiếc gối nhung màu tím. Nữ hoàng sẽ được đặt trong hội trường 4 ngày cho đến ngày tang lễ của bà vào thứ hai và hàng trăm ngàn người dự kiến sẽ qua viếng thăm. Tám người đã khiêng quan tài bằng gỗ rồi được lót chì vào hội trường Westminster, đặt nó trên một bể nâng Lễ rước từ cung điện Buckingham được thiết kế để làm nổi bật bảy thập kỷ của nữ hoàng với tư cách là nguyên thủ quốc gia khi lễ quốc tang đi qua các đại lộ lớn và các địa danh lịch sử của thủ đô Vương quốc Anh. Hàng nghìn người đã chờ hàng giờ dọc khu The Mall bên ngoài cung điện và các địa điểm khác dọc theo tuyến đường. Rất nhiều người đã dơ điện thoại và máy ảnh lên và một số người đã lau nước mắt khi đoàn rước đi qua những tràng pháo tay nổ ra khi cổ quan tài đi qua cuộc diễu hành của đội vệ binh Horse Parade. Chiếc quan tài được phủ vải theo tiêu chuẩn hoàng gia và được đặt ở trên là vương miện của nhà nước hoàng gia. Nạm gần 3.000 viên kim cương và một bó hoa và những loài cây khác nhau, bao gồm cả cây thông từ Balmoral Estate, nơi bà Elizabeth đã qua đời vào ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96. Hai sĩ quan và 32 binh sĩ thuộc tiểu đoàn First Battalion General Guard trong quân phục màu đỏ và đội mũ da gấu đi hai bên xe chở súng. Buổi rước kéo dài 38 phút kết thúc tại hội trường Westminster, nơi Tổng giám mục Canterbury Justin Welby dẫn đầu một buổi lễ có sự tham dự của Charles và các hoàng gia khác. Hàng nghìn người đã xếp hàng dọc theo bờ sông Thames, chờ lần lượt vào hội trường và tỏ lòng thành kính lực lượng quân đội tham gia vào đám rước đã chuẩn bị từ khi nữ hoàng qua đời. Những con ngựa của pháo binh ngựa hoàng gia King's Troop cũng đã được huấn luyện kỹ càng, bao gồm cách hành xử cạnh những người khác đang khóc thương, cũng như hoa và những lá cờ được tung lên trước đám rước. Sân bay Hero đã tạm thời dừng các chuyến bay, nói rằng họ sẽ đảm bảo sự im lặng cho trung tâm London khi lễ rước nghi lễ di chuyển từ cung điện Buckingham đến hội trường Westminster. Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với vua Charles để gửi lời chia buồn của ông, Nhà Trắng cho biết. Chuyến bay chở quan tài của nữ hoàng là chuyến được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử. Máy bay vận chuyển quan tài của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đến London từ Edinburgh hôm thứ Ba là chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử. Dịch vụ theo dõi chuyến bay toàn cầu cho biết chuyến bay của lực lượng không quân Hoàng gia (RAF) trở linh cữu củ của nữ hoàng quá cố đã lập kỷ lục theo dõi mọi thời đại với 5 triệu người theo dõi hành trình của máy bay đến trạm RAF Northolt. Theo một bài đăng của Flight Radar 24, 4,79 triệu người đã theo dõi chuyến bay trên các dịch vụ web và ứng dụng di động của Flight Radar 24, bên cạnh 296.000 người đã theo dõi máy bay qua video trực tiếp trên YouTube của họ. Chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trước đây trên Flightradar24 là máy bay của chính trị gia Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến Đài Loan vào tháng 8 với 2,2 triệu người theo dõi. Công ty cho biết 6 triệu người đã cố gắng theo dõi chuyến bay của nữ hoàng trong vòng phút đầu tiên sau khi bộ phát đáp máy bay kích hoạt công ty nói trước khi chuyến bay khởi hành, họ đã cố gắng làm dịu lưu lượng truy cập để giúp nền tảng ổn định nhất có thể. Họ đã dự đoán trước một lượng lớn người dùng, nhưng mức tăng khủng khiếp đột biến đã vượt quá những tính toán của họ. Flyradar24 cho biết khoảng 600.000 người đã có thể theo dõi chuyến bay thành công trước khi hiệu suất bị giảm. Các ngân hàng Canada sẽ vẫn mở cửa vào thứ hai, ngày lễ tang của nữ hoàng hiệp hội ngân hàng canada cho biết các ngân hàng của đất nước sẽ dành một khoảng thời gian mặc niệm vào thứ hai để tưởng nhớ nữ hoàng elizabeth đệ nhị nhưng họ sẽ vẫn mở cửa hoạt động bình thường hiệp hội cho biết các ngân hàng cam kết cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân canada họ khuyến khích khách hàng liên hệ với ngân hàng của họ để biết thêm thông tin về giờ làm việc và dịch vụ quyết định này được đưa ra sau khi thủ tướng justin trudeau thông báo rằng thứ hai sẽ là ngày nghỉ để các nhân viên chính phủ liên bang để tan quốc vương BC, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick và Newfoundland cũng đang làm theo, đóng cửa các văn phòng chính phủ và trường học, trong khi Manitoba sẽ đóng cửa tất cả các dịch vụ và văn phòng không thiết yếu của chính phủ, nhưng vẫn để các trường học mở cửa. Saskatchewan, Ontario và Quebec không công nhận ngày lễ. Cảnh sát khu vực York, 38 tuổi, chết sau vụ va chạm trực diện ở Markham. Một cảnh sát khu vực York đang đi làm vào sáng thứ Tư thì đã thiệt mạng trong một vụ va chạm trực diện ở Markham. Cảnh sát vùng York cho biết các đội cấp cứu đã được gọi đến khu vực Major Mackenzie Drive East và Warden Avenue vào khoảng 6 giờ sáng để báo cáo về một vụ va chạm giữa hai phương tiện. Khi các cảnh sát đến nơi, họ được biết một tài xế đã thiệt mạng. Cảnh sát ban đầu không tiết lộ thông tin chi tiết về nạn nhân hay bất kỳ ai khác bị thương trong vụ tai nạn, nhưng báo chí đã biết rằng người thiệt mạng là một cảnh sát khu vực York đang lái xe đi làm. Trong một tuyên bố đưa ra sau đó vào sáng thứ tư, cảnh sát xác nhận rằng sĩ quan Travis Gillespie, 38 tuổi, đã qua đời tại hiện trường vụ va chạm. Tuyên bố cho biết anh đã lái một chiếc Honda màu trắng có liên quan đến vụ va chạm với một chiếc Porsche Cayenne người điều khiển chiếc Porsche, một người đàn ông mặc hàm 23 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện với vết thương nhẹ. Anh Spai đã tuyên thệ nhậm chức cảnh sát vào ngày 29 tháng 4 năm 2020 trước khi gia nhập cảnh sát khu vực York. Anh làm cảnh sát cho Metrolinx Go Transit và tình nguyện tham gia Community Living và Primal MMA Academy. Cảnh sát York cho biết họ sẽ làm việc với Hiệp hội Cảnh sát khu vực York để hỗ trợ gia đình của Guspay. Hỗ trợ cũng đang được cung cấp cho các thành viên của Cảnh sát khu vực York. Các nhà điều tra đang yêu cầu bất kỳ nhân chứng nào của vụ tai nạn đến trình diện. Chiến dịch Carlos phát hiện số ma túy trị giá 4,5 triệu đô la, gần 1 triệu đô la tiền mặt. Các nhân viên thuộc đội phản ứng thực thi pháp luật Elbora cho biết họ đã thu giữ số ma túy trị giá 4,5 triệu đô la và gần 1 triệu đô la tiền mặt trong một vụ triệt phá ma túy ở Calgary. Đội phản ứng thực thi pháp luật Alberta cho biết ma túy và tiền mặt đã được tìm thấy trong quá trình khám xét 15 ngôi nhà trên toàn thành phố trong một cuộc điều tra mà cảnh sát đặt tên là Project Carlos. Các nhà điều tra thuộc đội tội phạm có tổ chức của đội phản ứng thực thi pháp luật Alberta cùng với các sĩ quan cảnh sát Calgary và các thành viên của ACMP đã khám xét các ngôi nhà trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Cảnh sát cho biết một số nghi phạm đã được xác định nhưng chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Các sĩ quan nói rằng họ đã thu giữ 41 kg cocaine, 20,7 kg chất đệm cocaine, 45,7 kg chất bột không rõ nguồn gốc, 1,1 kg ketamine, 1 kg methamphetamine, 3,4 lít GHB, thường được gọi là thuốc mê để hãm hiếp, 876 g fentanyl, 3.489 viên thuốc nghi ngờ là fentanyl, 289 gam nấm ảo giác, 4,2 kg cần sa và 950.000 đô la tiền mặt. Một khẩu súng ngắn bị đánh cắp cùng với đạn dược cũng như một số điện thoại di động được mã hóa cũng được tìm thấy. Cảnh sát cho biết khẩu súng sẽ được đưa vào để kiểm tra pháp y và đạn đạo, trong khi điện thoại đang được các kỹ thuật viên pháp y xem xét để trích xuất bằng chứng. Và cuối bản tin chiều Canada ngày hôm nay sẽ là một tin vui đối với người dân Toronto và những ai đam mê ẩm thực. Danh sách những nhà hàng được trao tặng sao Michelin ở Toronto vào năm 2022. Số tay Michelin đầu tiên và duy nhất của Canada vừa ra mắt tại Toronto và bây giờ bạn có thể ghé thăm các nhà hàng được trao sao Michelin trên khắp thành phố. Danh sách này đã được tiết lộ tại lễ trao giải sao Michelin ở Toronto vào tối thứ Ba, với 12 nhà hàng được trao một sao và một nhà hàng nhận hai sao. Không có nhà hàng Toronto nào đủ tiêu chuẩn cho 3 sao trong năm nay. Số tay lần đầu tiên được công bố vào tháng 5 và kể từ đó, các thanh tra viên của Michelin đã đi ăn tại các địa điểm trên toàn thành phố và đánh giá chúng dựa trên các yếu tố như chất lượng sản phẩm, sự thành thạo về hương vị và kỹ thuật nấu ăn. 17 nhà hàng khác được công nhận theo hạng mục Bip Command, công nhận các điểm phục vụ đồ ăn chất lượng với giá tốt. Tại sự kiện này, thị trưởng John Tory nói rằng đây là một sự kiện rất quan trọng và nó có thể giúp Toronto nổi tiếng toàn cầu giống như cách mà liên hoan phim TIFF đã làm. Dưới đây là những nhà hàng ở Toronto đã được trao sao Michelin vào năm 2022. Hai sao, Sushi Masaki Saito, một sao Aburi Hano, Alo, Aloba Yorkville, Don Alfonso 1890, Edulis, Enjima Yorkville, Frilo, Kasaki Yusen Hashimoto, Osteria Julia, Kezan, Sushin Yukashi. Quý vị nếu muốn xem danh sách đầy đủ có thể ghé thăm Rook Canada xin chào nơi quý vị có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích, thú vị về cuộc sống ở Canada. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Để ủng hộ cho chương trình này, xin mời quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Vừa rồi là bản tin Canada, sau đây mời quý vị đón theo dõi bản tin thế giới với những tin tức đáng chú ý sau đây. Di chúc của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị sẽ được niêm phong 90 năm trong các sách. Một báo cáo của Reuters cho biết, Tổng thống Putin đã từng bác bỏ một thỏa thuận hòa bình đạt được với Ukraine khi chiến tranh bắt đầu. Mỹ tố Nga chi 300 triệu đô la Mỹ để bí mật ảnh hưởng đến chính trị thế giới. Đài Loan đón tiếp hàng chục nhà lập pháp nước ngoài ở Washington để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Trung Quốc. Ở Úc có một cụ ông 77 tuổi đã bị thiệt mạng do bị kangaroo tấn công. Vỏ não của những người cha co lại 1 đến 2% thể tích khi có con đầu lòng theo một nghiên cứu cho biết. Và sau đây là bản tin chi tiết. Di chúc của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được niêm phong 90 năm trong két sắt. Bản di chúc của Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ không được công khai với dân chúng nó sẽ được niêm phong và đặt trong các sắt ở linh đình ít nhất 90 năm. Truyền thống niêm phong di chúc của các thành viên hoàng gia Anh có từ năm 1910 với bản di chúc của Hoàng tử Francis. Đến nay, di chúc của hơn 30 thành viên hoàng gia Anh đang được cất giữ tại địa điểm bí mật ở linh đình do một thẩm phán quản lý. Theo thông lệ, sau khi một thành viên hoàng gia Anh cấp cao qua đời, nội dung di chúc sẽ chỉ được công bố riêng tư trong hoàng gia. Người thực hiện di chúc sẽ nộp đơn lên người đứng đầu bộ phận vấn đề gia đình tại tòa thượng thẩm lên đình để yêu cầu niêm phong. Các thẩm phán luôn đồng ý đề xuất này. Thông lệ này chỉ được biết tới rộng rãi khi hoàng thân Philip qua đời vào hồi tháng 4 năm 2021. Thẩm phán Andrew McFarlane cho rằng di chúc nên được niêm phong, nhưng ông muốn công khai phán quyết để người dân hiểu rõ sự việc. Di chúc của nữ hoàng anh Elizabeth Đệ Nhị sẽ được đặt cung các sắt giữ di chúc của chồng, mẹ và em gái Margaret của nữ hoàng. Di chúc của công chúa Margaret, người qua đời vào năm 2002, từng là tâm điểm của vụ kiện năm 2007 khi Robert Brown tự xưng là con trai ngoài giá thú của bà và yêu cầu xem di chúc. Tòa án đã bác yêu cầu này là không hợp lý và anh đã không được tiếp cận. Theo một báo cáo của Reuters, Tổng thống Putin đã từng bác bỏ một thỏa thuận hòa bình đạt được với Ukraine khi chiến tranh bắt đầu. Theo Reuters, trích dẫn ba nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Nga cho biết, ông Dmitry Kozak, đặc phái viên Nga về vấn đề Ukraine nói rằng, ngay khi chiến tranh bắt đầu, ông đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Kiev, tuy nhiên Tổng thống Putin đã bác bỏ đề xuất của ông Kozak và tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine tổng thống putin đã nhiều lần khẳng định trước cuộc chiến rằng nato và cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này đang tiến gần hơn đến biên giới của nga bằng cách chấp nhận các thành viên mới từ đông âu ông putin đã công khai nói rằng điều đó thể hiện một mối đe dọa hiện hữu đối với nga và buộc ông phải phản ứng tuy nhiên mặc dù trước đó ủng hộ các cuộc đồng phán ông putin đã nói rõ với ông kozak rằng các nhượng bộ mà phụ tá của ông đàm phán đã không đi đủ xa và vì vậy ông putin đã mở rộng mục tiêu của mình bao gồm cả việc sáp nhập các vùng lãnh thổ ukraine theo các nguồn tin cho biết kết quả là thỏa thuận đã bị hủy bỏ khi được hỏi về phát hiện của reuters người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết điều đó hoàn toàn không liên quan đến thực tế chưa từng có chuyện như vậy xảy ra đây là thông tin hoàn toàn không chính xác ông Kozak đã không trả lời các yêu cầu bình luận được gửi qua điện Kremlin. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết Nga đã sử dụng các cuộc đàm phán như một màn khói để chuẩn bị cho cuộc xâm lược, nhưng ông Podolyak đã không trả lời các câu hỏi về nội dung của cuộc đàm phán cũng như không xác nhận rằng đã đạt được một một thỏa thuận sơ bộ. Hôm nay chúng tôi hiểu rõ rằng phía Nga chưa bao giờ quan tâm đến một giải pháp hòa bình ông Podolyak nói. Hai trong ba nguồn tin cho biết, một nỗ lực để thỏa thuận được hoàn tất xảy ra ngay sau cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga. Nguồn tin thứ ba nói rằng, ông Kozak đã đề xuất thỏa thuận với Tổng thống Putin và đã bị từ chối ngay trước cuộc xâm lược. Cuộc tấn công của Moscow ở Ukraine là chiến dịch quân sự lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ngay cả trong trường hợp tổng thống Putin có đồng ý với kế hoạch của ông Kozak đi chăng nữa thì vẫn không chắc liệu chiến tranh có kết thúc hay không. Ông Kozak 63 tuổi là một trung úy trung thành với tổng thống Putin kể từ khi làm việc với ông vào những năm 1990 tại văn phòng thị trưởng St Petersburg. 6 tháng kể từ khi chiến tranh bắt đầu, ông Kuzak vẫn đảm nhận cương vị phó tổng tham mưu trưởng Điện Kremlin, nhưng ông đã không còn xử lý hồ sơ về vấn đề ở Ukraine. Mỹ tố Nga chi 300 triệu đô la Mỹ để bí mật ảnh hưởng đến chính trị thế giới. Nga đã bí mật chi hơn 300 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2014 để cố gắng gây ảnh hưởng đến các chính trị gia và các quan chức khác ở hơn hai chục quốc gia. Điện tính được công bố hôm thứ Ba đã trích dẫn một đánh giá tình báo mới về những nỗ lực bí mật toàn cầu của Nga nhằm hỗ trợ các chính sách và các bên có thiện cảm với Moscow. Theo bức điện tính, các quan chức tình báo tin rằng Nga đã lên kế hoạch chuyển ít nhất là hơn hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ cho các bên có thiện cảm và các quan chức trên khắp thế giới, không giống như những nỗ lực tuyên bố của các chính phủ nước ngoài nhằm vận động cho các sáng kiến được ưu tiên. Ảnh hưởng bí mật của Nga có liên quan đến việc sử dụng các tổ chức bình phong để chuyển tiền cho các chính trị gia hoặc chính trị được ưu tiên. Điều đó bao gồm các tổ chức tư vấn ở châu Âu và các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Mỹ, châu Á, Trung Đông và Bắc Phi. Mặc dù vậy, bức điện tính không cho biết các quan chức tình báo đã được đưa ra con số tổng cộng 300 triệu đô la Mỹ như thế nào. Nó cũng không giải quyết mối lo ngại rằng Nga hoặc các đối thủ khác có thể cố gắng can thiệp vào chính trị của Mỹ một lần nữa. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Biden nhằm giải mật thông tin tình báo về các mục tiêu chính trị và quân sự của Moscow, từ đó đưa ra những đánh giá chính xác cuối cùng về việc Nga sẽ phát động một cuộc chiến mới chống lại Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Price, đã gọi việc Nga tài trợ bí mật là một cuộc tấn công vào chủ quyền. Đại sứ quán Nga tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Đài Loan tổ chức đón tiếp hàng chục nhà lập pháp nước ngoài ở Washington để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Trung Quốc. Hôm thứ Ba, bà Tiêu Mỹ Cầm, đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Washington, đã tiếp đón hàng chục nhà lập pháp quốc tế, những người ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc vì hành vi gây hấn với hòn đảo này. Sự kiện này cũng nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Đài Bắc trong bối cảnh áp lực quân sự từ Bắc Kinh sự tập hợp không báo trước của khoảng 60 nghị sĩ từ châu Âu, châu Á và châu Phi tại dinh thự ngoại giao tại Twin Oaks Estate, văn phòng đại diện Đài Loan ở Washington là động thái mới nhất trong nỗ lực của Đài Bắc nhằm thuyết phục các nền dân chủ đồng hành chống lại Trung Quốc kể từ khi Nga xâm lược Ukraine nhóm các nhà lập pháp bao gồm các thành viên của liên minh nghị viện về trung quốc viết tắt là ipac dự kiến sẽ ký cam kết thúc đẩy chính phủ của họ áp dụng sự răng đe lớn hơn đối với quân đội hoặc các hành động cưỡng chế khác chống lại đài loan của cộng hòa nhân dân trung quốc theo bản dự thảo được reuters đưa ra điều quan trọng là phải chứng minh với kẻ bắt nạt rằng chúng tôi cũng có bạn bè bà tiêu nói với các khách mời đến từ các quốc gia như anh, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Lithuania, Hà Lan, New Zealand và Ukraine. Cam kết IPAC dự kiến sẽ được ký vào thứ Tư, cũng kêu gọi các nước bảo đảm chuỗi cung ứng khỏi lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, đồng thời theo đuổi các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì đã lạm dụng ở Hồng Kông, cũng như việc các công ty Trung Quốc đã hỗ trợ ngành cho quân đội Nga. Tại Bắc Kinh, khi được hỏi về cuộc tập hợp của các nhà lập pháp và cam kết IPAC, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối việc tham gia chính thức với Đài Loan của bất kỳ quốc gia nào mà họ có quan hệ ngoại giao. Tại Úc, cụ ông 77 tuổi thiệt mạng do bị kangaroo tấn công. Một con kangaroo đã tấn công một người đàn ông ở Redmond, nước Úc, và ngăn chặn không cho nhân viên y tế cấp cứu kịp thời khiến người này đã phải tử vong. Đây là vụ kangaroo tấn công người gây tử vong đầu tiên của Úc kể từ năm 1936. Lực lượng cảnh sát Tây Úc đã đưa ra một tuyên bố nói rằng người đàn ông 77 tuổi có thể đã nuôi con kangaroo hoang dã làm thú cưng và ông ta đã bị thương tích nghiêm trọng bởi vật nuôi của mình. Vụ tấn công xảy ra phía tây của nước Úc, cách thành phố Perth 250 dặm về phía đông nam. Cảnh sát sau đó đã buộc phải bắn chết con kangaroo sau khi con vật ngăn cản các nhân viên y tế tiếp cận người đàn ông bị thương, một phần vì sự chậm trễ, người đàn ông đã tử vong tại hiện trường. Văn phòng khám nghiệm chưa đưa ra nguyên nhân chính thức về cái chết. Những con kangaroo màu xám phổ biến ở phía tây nam của Úc, chúng nặng tới 119 pound và cao 4 feet, con được có thể hung dữ và trong một cuộc chiến, chúng sẽ sử dụng chi trên để vật lộn với đối thủ và tấn công bằng hai chân sau có móng vuốt mạnh mẽ. Tử vong do bị kangaroo tấn công là cực kỳ hiếm. Cái chết tương tự được báo cáo lần cuối cùng là gần một thập kỷ trước, vào năm 1936, William Krustrank, 38 tuổi, đã qua đời trong một bệnh viện ở Houston thuộc bang New South Wales trên bờ biển Đông, nước Úc, vài tháng sau khi anh bị một con kangaroo tấn công. Vỏ não của những người cha con lại 1 đến 2% thể tích khi có con đầu lòng theo một nghiên cứu cho biết. Một nghiên cứu lần đầu tiên được công bố trên tạp chí Cerebral Cortex trong tuần này cho thấy những người đầu tiên làm cha có thể mất một hoặc 2% thể tích vỏ não sau khi đứa con của họ chào đời. Những thay đổi này đối với não của các ông bố chủ yếu xảy ra ở một vùng não được gọi là mạng lưới chế độ mặc định liên quan đến sự chấp nhận và nồng nhiệt của cha mẹ. Mặc dù thoạt nghe điều này có vẻ như là một điều tiêu cực, nhưng nó thật sự có thể chỉ ra một sự cải tiến của não bộ, giúp cho việc kết nối với một đứa trẻ trở nên tự nhiên và có ý nghĩa hơn. Để đưa ra kết luận này, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu thông tin chụp cộng hưởng. À, MRI từ 40 ông bố dự tính lên lần đầu, một nửa trong số họ sống ở Tây Ban Nha và một nửa sống ở Mỹ, cùng với một nhóm đối chứng gồm 17 người đàn ông, không có trẻ em có trụ sở tại Tây Ban Nha. Các nhà nghiên cứu sau đó đã so sánh những kết quả đó với nhóm đối chứng và tìm thấy các dấu hiệu về độ mềm dẻo của não trong chất xám vỏ não, khu vực chịu trách nhiệm về sự hiểu biết xã hội và sự giảm rõ rệt về khối lượng của hệ thống thị giác. Nghiên cứu mới đã củng cố kết luận của một công trình vào năm 2016, trong đó cho thấy cấu trúc não của phụ nữ đã thay đổi đáng kể trong lần đầu mang thai. Kết quả chỉ ra rằng không chỉ phụ nữ có xu hướng thay đổi ngày càng nhiều để thích nghi với việc sinh em bé, mà thậm chí nam giới cũng có khả năng đặc biệt quan trọng này. Do đó các ông bố cũng có thể đóng một vai trò quan trọng không kém trong cuộc sống của con cái. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi chiều do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác và đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.